Hello Hana, hôm nay Phước Sửu được Hana dẫn tới trải nghiệm một cái căn hộ rất là đẹp tại Lakeview Thủ Thiêm 3. Hôm nay mình cùng tham quan căn hộ 2 phòng ngủ bên khu Lakeview. Thì mình cùng vào bên trong để xem cái view cũng như layout thiết kế của bên căn hộ như thế nào nha. Trước khi mà vào trong cái căn hộ này á, thì Phước Sửu hỏi sơ qua một tí xíu. Phước Sửu thấy là ở đây là cái hành lang á, mà gọi là thang máy á, nó rất là rộng và chiều cao trần rất là thoáng đó Hana. Thì cho hỏi thì với cái sàn này á, thì có khoảng bao nhiêu căn? Nguyên cái sàn này là chỉ có 5 căn thôi à? Dạ, mà lên đến 4 thang máy. Có 4 thang máy luôn. Cái phía bên phía bên phải này thì có tới là 2 căn hộ nhưng mà có 2 thang máy dành riêng cho 2 căn luôn. Rất như là cái mật độ sử dụng thang máy rất là ít. À, như vậy là cảm giác nó có một cảm giác có sự riêng tư. Dạ. Và giống như là đây, như Phước Sửu đang đứng phía bên này là thang khách và phía này là thang tải. Thì mình có thể sử dụng là tải những cái vật liệu lớn nha, và có thể là những cái trang thiết bị nội thất ha. Đúng rồi, em thấy bên này là 3 căn này sử dụng cho 2 thang. Thì mình đi mình cũng không phải gặp quá nhiều người, mà cái số lượng tầng ở bên Lakeview 3 là nó chỉ có 10 tầng thôi. Mà trong khi đó thì anh thấy xem mà có 5 căn một tầng. Yeah. Thực sự rất là ít căn. Thì nên nó rất là thoải mái khi mình sống đây, không có gặp chạm mặt quá nhiều. Rồi, Phước Sửu có được vô căn hộ này hay không vậy? Đây, mời anh vào tham quan căn hộ. Đây là cái căn mà layout 2 phòng ngủ ha. Thì mình cùng xem cái phòng khách. Thì phòng khách thực sự nó thiết kế rất là vuông vức và rộng luôn anh. Ở đây có một cái sự gọi là thiết kế rất là vuông vức, và nó không có, nó rất là góc cạnh và nó không có bị xéo ha. Và cho Phước Sửu hỏi đối với cái căn này á, thì diện tích là bao nhiêu và có phòng ngủ và phòng toilet như thế nào vậy? Ở đây có 2 phòng ngủ, 2 toilet anh. Nhưng mà nó cái layout rất là đặc biệt. Khi mình vào đến phòng khách thì là có 2 phòng ngủ chia 2 bên anh. À vậy hả? Bên này là mình có một cái đặt một cái khu bếp. Thực sự là bàn giao, đây là bàn giao từ chủ đầu tư. Có sàn gỗ, thiết bị vệ sinh cơ bản nhưng mà chưa có bàn giao bếp nha. Một cái điều đặc biệt ở đây là bàn giao gọi là hoàn thiện cơ bản. Nhưng mà bếp thì được khách hàng được có thể là thiết kế thì tùy theo ý mình phải không? Tại vì là trong cái vật dụng trong nhà và cái khu mà thực sự mà các cô hoặc các chú các cái chị em phụ nữ mà rất là thích đó chính là khu bếp. Đúng rồi. Thực sự là ngay cả màu đá rồi tủ tông tất cả các màu là các cô các chú hay là các chị là thích muốn chọn theo cái style của mình luôn. Bếp là muốn tự làm luôn. Nên là chủ đầu tư rất là tinh tế để nguyên để cho các cô các chú tự làm luôn. Đúng rồi, như vậy là mình rất là thích khi mà mình vào gian nhà mà cái bếp á, là bây giờ đối với người phụ nữ và khi mà tiếp đón khách thì nó rất là quan trọng. Thì bây giờ đây, mình đi vào cái gian phòng khách phải không? Dạ. Cái phòng khách này thì đây có một cái ban công khá là lớn anh. Mình ra thì mình có thể nhìn thấy một cái view landmark phía trước của căn hộ. Đây, cái view rất là đẹp. Trời ơi, cái view quá đẹp hả? Cái view này mà nếu mà Vinhome Central Park mà có bắn pháo hoa đó Hana, thì nhìn mình gọi là trực diện và thấy toàn cảnh được những cái pháo hoa bay lên phải không? Dù là ở tầng chỉ là tầng 5 thôi, tầng 4, tầng 5 nhưng mà có thể nhìn thấy cái view landmark và bắn pháo bông luôn. Yeah. Đúng rồi. Còn ở đây nói về cái độ rộng của cái ban công này thì mình có thể thiết kế một cái tiểu cảnh hoặc là mình có thể một để được cái bàn trà uống trà được khoảng 4-5 người ở đây đấy nha. Dạ, em thấy cái khu này có thể trồng cây được luôn. Rất là rộng ấy chứ. Ngoài ra thì chủ đầu tư này nó có những cái tủ này để là để những cái tủ này là giấu những cái cục nóng bên trong. Làm cho những cái căn hộ nó cảm giác như là rất là đẹp. Một vài cái căn hộ như ở như Phước Sửu đang thấy thì những cái cục nóng của máy lạnh á, dàn nóng của máy lạnh á thì nó sẽ để ra ngoài cảm giác nó thô. Mất mỹ quan. Còn bây giờ và những cái thiết bị điện hoặc là những cái gì phía trước á thì họ sẽ đưa vào một cái hộp tủ ha. Mình cùng xem một cái phòng, đây là cái phòng ngủ nhỏ nha. Mình xem phòng ngủ nhỏ trước. Thì cái phòng ngủ nhỏ thì cái nhà vệ sinh được đặt bên ngoài anh. Đây vì khách sử dụng chung với phòng khách luôn. Khách khứa đến đây là mình có thể xài được. Thì bên này bên trong này anh có thể thấy cái nhà vệ sinh có bồn tắm đứng này. Rất là nhỏ nhưng mà rất là tinh tế phòng Hana. Dạ, cái tông màu gạch cho đến cái sàn là chủ đầu tư bàn giao nó trầm á, nên là cũng cặp đúng rồi. Nhìn rất là sang trọng. Cái cường này cũng rất là hay. Một cái điều đặc biệt ở đây là tất cả những thiết bị vệ sinh ở đây là cực kỳ cao cấp. Bởi vì nó đến total là món cái dòng mà thiết bị nội thất gọi là cao cấp để dùng trong tất cả những cái căn hộ hạng sang đó. Dạ đúng rồi anh. Đó. Khá ok. Chủ đầu tư bàn giao như vậy là cũng khá gọi là đầy đủ ha. Trong cái phòng nhỏ nhỏ thôi thì nhỏ nha.
Đúng rồi. Rất là khi mà với cái diện tích như vậy và thiết kế hai phòng ngủ nhưng mà ở đây một cái tầm view rất là thoáng luôn Hana. Đây, khi Hana mở thì đây như thế này ha. Rồi. Rồi, ok, thì rất là thoáng. Mình sử dụng máy lạnh thì cũng được, còn không thì mình mở đây thì mình đón gió. Và điều có đặc biệt ở đây là cái tầm view của mình cũng về lên mắt 81 luôn. Đúng rồi. Em rất thích cái thiết kế của chủ đầu tư, bởi gần như là cái phòng ngủ mà nó gần như là full, anh thấy là full cái kính từ trên đến dưới luôn. Rồi, ok. Thì đặc biệt là tất cả ở đây là với cái kính này á, là có thể là chống những tia UV, không có bị kiểu như chói mắt quá. Nếu như mình có mở rèm hay đóng rèm nó cũng mát rất là mát. Ok rồi, mình bắt đầu mình di chuyển qua cái phòng ngủ số 2 đó Hana. Tất cả ở đây là cửa gỗ, lõi cho chống thép đầy, chống cháy đầy đủ Hana ha. Dạ vâng. Ở đây thì nó sẽ cách âm rất là tốt. Đây là một cái phòng master, thì phòng master thì tất nhiên là nhà vệ sinh đi phía bên trong rồi. À, phòng này là có nhà vệ sinh bên trong. Bàn giao là full option luôn ha. Ở đây là có vòi sen nè ha. Máy nước nóng lạnh nè. Rồi á, là thiết bị vệ sinh total. Và tất cả những cái này là thuộc là dạng inox, dạng tốt hết luôn. Và có giá để khăn đầy đủ. Và chủ đầu tư là bàn giao ở đây là có cái gương. Gương ha. Gương và một cái có cái đèn phía sau, nó thiết kế kiểu gì nữa. Nó kiểu 3D. Dạ. Rất là đẹp. Bên này thì sử dụng thiết bị vệ sinh Duravit, là cũng là một cái dạng thiết bị vệ sinh cũng rất là cao cấp, phải không? Dạ, vâng. Thì mình cứ tò mò vào cái phòng ngủ thứ hai này, cái view có thoáng hay không? Vẫn nhìn thấy landmark 81. Đối với cái căn hộ này thì nó rất là vuông vức như Hana nói lúc đầu, thì tất cả từ nè hai phòng ngủ và phòng khách đều có một cái view hướng về landmark 81 luôn, là cùng một view luôn. Chính xác, ba phòng luôn, em thấy ba phòng luôn. Mà nhìn thấy hồ nha. Wow, đối với cái căn này thì nhìn thấy cái hồ luôn phải không? Đúng rồi. Là một tiện ích gọi là dưới dưới tầng trệt luôn phải không Hana? Dạ vâng, đúng rồi. Với cái căn hộ này khi mà có trẻ em mà mình có thể cho nô đùa hoặc là tắm hồ thì mình ở trên này mình về vừa uống cà phê, cà pháo, mình có thể trông coi được trẻ em luôn. Thì anh Sửu có quan tâm cái mức giá tại khu vực này? Tất nhiên rồi, nói đến Thủ Thiêm, nói đến cái chỗ quận 2 và nói đến Lakeview thì rất là nhiều người biết đến. Nhưng mà cho hỏi một tí xíu Hana, thì cái căn hộ này tầm mức giá khoảng bao nhiêu vậy? Em bật mí với anh là thực sự cái mức giá mà cho một cái căn hộ thấp tầng chỉ có 10 tầng á, thì nó rất là rẻ, với chỉ có 9 tỷ thôi, 9 tỷ rưỡi chứ. 9 tỷ rưỡi mà chia cho 87m2 là thực sự nó có hơn 100 triệu, 109 triệu mét vuông. Wow, di chuyển về quận 1 chỉ có khoảng 3 phút. Chính xác, là mình đi cầu mà có 2. Một cái căn hộ vậy có 100 triệu thôi hả? Thực ra chính xác là 109 triệu mét vuông. Với cái mức giá này thì nó quá mềm đi Hana. Dạ, nghĩa là em thấy là với cái mật độ ít như vậy mà trong khi đó là bây giờ giá bán của Thủ Thiêm cũng đã 6.500 đô một mét vuông là thấp nhất rồi. Dự án mới cũng phải rơi vào 9.000 đến 10.000 đô. Mà Thủ Thiêm có một khu Lakeview thấp tầng, đầy đủ công năng luôn, có hồ bơi rồi cái khu cho trẻ em vui chơi rồi đầy đủ hết, mà có 109 triệu. Quá rẻ. Quá rẻ. Và Phước Sửu đang và những khách hàng cũng đang băn khoăn và thắc mắc, đó là khi mà với cái sở hữu được cái căn hộ giá rẻ như vậy thì cho thuê như thế nào? Nó có liệu là có tốt hay không, hay là chỉ về là mình để trống giống như những cái căn hộ những nơi khác? Thực sự thì trong 1 đến 2 năm đầu thì cái hệ thống shop house nhà phố đây nó chưa có full, thì cái tiện ích nó chưa có nhiều, thì cái giá thuê chủ nhà chỉ có expect là khoảng tầm 900 đến 1.000 đô một một căn hai phòng thôi. Như vậy thì cũng hợp lý, không có lại quá thấp. Mà trong khi nó di chuyển về rất là gần, thì ở đây là công tác hoặc làm gì ở đâu như quận 1 hoặc tất cả những cái quận trung tâm, thì ở đây là một cái nơi chọn lựa rất là tuyệt vời, phải không? Đúng rồi, em thấy giá cũng rất là tốt, tại vì cũng vừa mới Covid xong, người nước ngoài cũng chưa qua Việt Nam nữa. Sắp tới hậu qua nữa rồi thì cái mức giá nó sẽ lên rất là nhiều. Chắc hy vọng là nó sẽ lên được 1.200-1.300 đô một căn hai phòng với full option luôn á. Dạ. Yeah. Để có những cái thông tin đầy đủ thì cả nhà alo cho Phước Sửu hoặc là Hana. Dạ.
Vâng, thì mọi người xin hãy gọi cho bên mình nha. Rồi, Phước Sửu và Hana sẽ cung cấp cho mọi người nhiều cái thông tin đầy đủ về cái căn hộ này. Với căn hộ chỉ khoảng 10 tầng là căn hộ gọi là cao cấp tại Lakeview 3 của Thủ Thiêm. Sẽ hứa hẹn là cho mọi người cả nhà sẽ có một cái nơi gọi là an cư lý tưởng và một cái nơi gọi là có thể đầu tư cho thuê rất là với giá hợp lý. Em thấy đầu tư vẫn còn xin lời nhiều ạ. Đúng rồi, cảm ơn cả nhà. Xin hẹn cả nhà ở video sau ạ.